Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Làm Như Thế Nào. Trong ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dựng hình model một quả bóng đá đơn giản trong 3D Max. Đầu tiên các bạn hãy khởi động phần mềm. Chúng ta sẽ thống nhất phần đơn vị làm việc trong bài học này là cm. Các bạn vào Custom, chọn Unit Setup, tích kiểm vào giá trị metric và thay đổi đơn vị tại đây thành cm. Kích OK để đóng hộp thoại. Đầu tiên, các bạn hãy vào tab Geometry. Tại đây các bạn hãy chọn mục Extended Primitive. Tiếp theo, các bạn điều chỉnh khung nhìn về chế độ toàn màn hình để có thể quan sát một cách rõ nét nhất. Kích vào icon Maximize Joker Viewport. Sau đó các bạn kích tích kiểm vào Hydra, kích chuột vào màn hình, vẽ màn hình bất kỳ. Tại phần Parameter, phần Family, các bạn chuyển sang chế độ Draw Depth. Sau đó các bạn quét chọn toàn bộ đối tượng, kích chuột phải, chọn Convert to, chọn Convert to Editable Poly. Tại đây các bạn sử dụng cấp độ cạnh bằng cách kích vào icon Angle, quét chọn tất cả các cạnh, lăn con trỏ chuột xuống. Chúng ta tìm đến mục Split. Tiếp theo các bạn chuyển sang cấp độ Polygon. Quét chọn toàn bộ quả bóng. Sau đó tại bảng Modify List, chúng ta add thêm kênh Deselect cho đối tượng. Tại kênh này chúng ta cũng chuyển qua chế độ Polygon ở giá trị Parameter. Phần Iteration các bạn chuyển thành 2. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục add một kênh nữa trong kênh Modify cho đối tượng. Chúng ta sẽ sử dụng kênh Spherify. Một lần nữa các bạn tiếp tục sử dụng Modify List và gắn lên kênh Edit Poly cho đối tượng này. Tại đây các bạn chọn cấp độ Polygon, quét chọn tất cả đối tượng. Các bạn tìm đến mục Bevel, kích vào icon để mở ra bảng setting của lệnh này. Chúng ta thay đổi chế độ Bevel Type thành Local Normal. Phần hết các bạn nhập giá trị 0.8 cm. Phần Outline Amount các bạn nhập giá trị là -0.5. Sau đó kích OK. Quả bóng của chúng ta đã sắp sửa hình thành. Các bạn cần add thêm một kênh nữa trong Modify Mesh Smooth để tạo độ trơn nhẵn cho quả bóng. Tại đây phần Subdivision Metal các bạn chuyển thành Classic. Đến đây thì việc dựng hình quả bóng của chúng ta đã hoàn thành. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm luôn vật liệu đơn giản cho quả bóng. Đầu tiên các bạn kích chuột phải, chọn Convert to Editable Poly. Các bạn kích đổi màu. Mình sẽ đổi màu xanh để dễ quan sát. Tiếp theo, tại cấp độ Element,
Sau đó chúng ta sẽ chọn toàn bộ các diện ngũ giác ở trên phần da bề mặt quả bóng. Trong khi thao tác, các bạn có thể nhấn tổ phím Ctrl để xoay khung nhìn và lựa chọn thay đối tượng cho chính xác. Nhớ kiểm tra kỹ và lựa chọn tất cả các diện ngũ giác. Sau khi lựa chọn xong, các bạn nhấn phím M để gọi ra bảng vật liệu Material. Kích chuột giữ và kéo thả ô vật liệu về phía đối tượng. Sau đó tại ô vật liệu này, các bạn đổi màu diffuse thành màu đen. Phần Specular Level chúng ta nhập giá trị là 50 và giá trị Goldness là 25 để tạo một độ bóng mờ cho đối tượng. Bây giờ các bạn hãy nhấn tổ phím Ctrl Y để chọn tất cả các mặt còn lại. Chúng ta lựa chọn ô vật liệu thứ hai. Kích chuột giữ, kéo và thả về phía đối tượng. Với ô vật liệu này, các bạn đổi màu diffuse cho đối tượng thành một màu gần trắng. Phần Specular Level giá trị cũng là 50 và Goldness là giá trị là 25. Tất cả đã hoàn thành. Trước khi render kết xuất hình ảnh cuối cùng, các bạn cần làm một công đoạn nữa. Các bạn vào tab Rendering, chọn mục Environment, phím tắt là 8 để mở ra bảng môi trường. Tại đây các bạn tích kiểm vào mục Color, chuyển về màu sáng để đưa màu nền của môi trường thành sáng hơn. Kích vào biểu tượng Icon để render. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần dựng hình quả bóng đơn giản. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.